Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Sài Gòn Phantom vô địch lượt đi với thành tích bất bại. Toto quay lại khoác áo Heavy. Khánh Hòa vô địch tứ phương đại chiến mùa xuân 2021. Xác định 4 cái tên bước vào vòng playoff giải đấu APL mùa hè 2021. Xin chào, các bạn đang quay trở lại với bản tin Mega News. Sài Gòn Phantom vô địch lượt đi với thành tích bất bại và như vậy là giai đoạn lượt về của đấu tranh danh vọng mùa xuân 2021 cũng đã cận kề ngày khởi tranh. Tất nhiên là bây giờ thì những tin tức liên quan đến chuyển nhượng luôn là những chủ đề nóng hổi để các bạn quan tâm đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Phương Thảo update ngay bây giờ nhé. Diễn biến của vòng đấu cuối của lượt đi cũng không quá nhiều bất ngờ khi mà các chiến thắng lần lượt dành cho các đội tuyển được đánh giá mạnh hơn. Tưởng chừng như là trận đấu tâm điểm vòng 7 giữa Sài Gòn Phantom và Cerberus Esports sẽ diễn ra hấp dẫn. Nhưng những nhà đương kim vô địch của chúng ta đã thể hiện một sức mạnh lớn át hoàn toàn và giành chiến thắng trọn vẹn 3-0. Những bóng mặt xài thành Sài Gòn Phantom đã tạo nên kỷ lục của riêng mình khi kết thúc lượt đi với chuỗi thành tích bất bại. Tưởng chừng Sài Gòn Phantom và Cerberus Esports sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn, cân bằng trong trận đấu tâm điểm của tuần. Nhưng những nhà đương kim vô địch đã tỏ ra lớn át hoàn toàn. Ngay cả khi Sài Gòn Phantom đã có sự lựa chọn nhầm ở vị tướng Darcy thay vì Lorion trong chiến thuật đề ra, những bóng ma Sài Thành vẫn mang đến thế trận một chiều và ép sân hoàn toàn. Diễn biến của vòng 7 cũng không có quá nhiều bất ngờ khi các đội tuyển được đánh giá mạnh hơn như Fab Esports, Vigaming và Team Flash đều có được chiến thắng toàn diện 3-0 trước Heavy, B2F Gaming và Bock Gaming. Với thành tích bất bại, Sài Gòn Phantom xuất sắc giành được vị trí đầu bảng. 3 vị trí còn lại trong top 4 lần lượt thuộc về Cerberus Esports, Team Flash và Fab Esports. Mở đầu cho giai đoạn lượt về sẽ là trận đấu giữa Vigaming và Sài Gòn Phantom diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 3. Ngay sau đó sẽ là trận đấu tâm điểm của tuần giữa Fab Esports và Team Flash diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 3. B2F Gaming đối đầu với Cerberus Esports, Heavy đối đầu với Bock Gaming sẽ là hai trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 28 tháng 3. Giai đoạn lượt đi kết thúc cũng là lúc mà các đội tuyển đã sẵn sàng cho những thương vụ chuyển nhượng bom tấn của mình. Có một thành tích không mấy ấn tượng tại mùa giải năm nay, Heavy đang rất cần những cái tên mới trong đội hình của mình cho cuộc chiến trụ hạng tới đây. Và cái tên đầu tiên mà họ mang về trong mùa chuyển nhượng năm nay là một gương mặt không hề xa lạ với chúng ta, Toto. Heavy đã chào đón sự trở lại của một gương mặt không mấy xa lạ, Toto ở vị trí đi rừng. Từng được biết đến là nhân tố đã giúp cho Heavy gặt hái được rất nhiều thành công trong giai đoạn mùa giải 2019. Toto chắc chắn sẽ là sự bổ sung vô cùng chất lượng khi Heavy đang cần chắt chiu điểm số trong giai đoạn lượt về để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng. Vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, thì trận chung kết giải đấu tứ phương đại chiến mùa xuân 2021 đã chính thức diễn ra. Ngoài những trận đấu hấp dẫn, thì trận chung kết còn có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng Liên Quân Mobile như là Thầy Giáo X, Weepopper hay là tuyển thủ Pháp Kinji. Cùng với đó là trận đấu show match vô cùng hấp dẫn. Khánh Hòa và Hải Phòng, hai đội tuyển xuất sắc nhất của tứ phương đại chiến mùa xuân 2021 đã sở hữu tấm vé đến với đấu trường danh vọng Serie B mùa xuân 2021 và có mặt trong trận chung kết để giành lấy chiếc mũ vinh quang. Không được thi đấu với đội hình mạnh nhất do thiếu vắng đi sự phục vụ của F-Boy HD, Hải Phòng dường như đã tỏ ra lép vế hoàn toàn trong cả 4 ván đấu và để thua với tỷ số chung cuộc 0-4. Khánh Hòa trở thành chủ nhân đầu tiên của chiếc mũ vinh quang. Ngoài ra, trận chung kết của tứ phương đại chiến mùa xuân 2021 còn có sự góp mặt của Thầy Giáo X, Pháp Kienzi và Huy Popper trong vai trò khách mời đã cống hiến một trận showmatch vô cùng thú vị. Trở lại với GCS mùa xuân 2021, những diễn biến ở tuần thi đấu thứ 5 không có quá nhiều bất ngờ khi những đội tuyển mạnh như là Mad Team, One Team vẫn đang có một phong độ hủy diệt. Trong khi đó thì Flash Wolf dường như là ngày càng đánh mất chính mình và chìm sâu trên bảng xếp hạng. Flash Wolf đã có một tuần thi đấu vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với cả hai đội tuyển đang đứng đầu bảng là Mad Team và One Team đang có một phong độ không mấy ấn tượng trong thời gian gần đây. Bởi Sói Chớp dễ dàng để thua trong cả hai trận đấu với tỷ số 1-3. Trong khi đó, One Team cũng đã có cuộc đối đầu với MOP và để thua đáng tiếc với tỷ số 2-3. Ở trận đấu còn lại, Hồng Kông ADT dễ dàng có được chiến thắng 3-1 trước SC. Với chiến thắng trong tuần qua, Mad Team vẫn tiếp tục duy trì được vị trí đầu bảng của mình. Mặc dù đang thi đấu nhiều hơn một trận nhưng One Team chỉ xếp ở vị trí thứ hai. Hai vị trí còn lại tiếp tục thuộc về Hồng Kông ADT và MOP. Flash Wolf tiếp tục có một trận đấu vô cùng khó khăn với Hồng Kông ADT vào ngày 27 tháng 3 sắp tới. Ngay sau đó sẽ là trận đấu giữa SC và Mad Team sang đến ngày 28 tháng 3. ST tiếp tục phải đối đầu với một đội tuyển trong top 4 khác là MOP vào lúc 12 giờ. Trận đấu tâm điểm của tuần này giữa hai đội tuyển đang đứng đầu bảng là One Team và Mad Team sẽ khép lại tuần thi đấu thứ 6 của vòng bảng GCS mùa xuân 2021.
Tuần vừa qua thì cũng là tuần thi đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng khu vực APL mùa hè 2021. Không nằm ngoài dự đoán thì những cái tên quen thuộc như là Bacon Tham, Buriram United Esports hay là Didac Talon đều nằm trong top 4. Và mặc dù sở hữu những cái tên mới trong đội hình nhưng Valencia CF Esports cũng đã xuất sắc ghi tên mình vào top 4 và góp mặt vào vòng playoff sắp tới. DTAC Talon đã có một tuần thi đấu xuất sắc khi giành được chiến thắng 3-1 trong trận đấu với Bacon Tham và chiến thắng 3-2 trước Buriram United Esports. KOG cũng có được chiến thắng 3-1 trước E-Arena. Buriram United Esports có được chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Evolve Esports. Bacon Tham có được chiến thắng 3-2 trước E-Arena và Valencia CF Esports có được chiến thắng 3-0 trước KOG. Giai đoạn vòng bảng đã chính thức khép lại với chuỗi chiến thắng xuất sắc. Bacon Tham vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu của mình trong giai đoạn vòng bảng. Ngay sau đó là Buriram United Esports ở vị trí số 2. Hai vị trí còn lại trong top 4 lần lượt thuộc về DTAC Talon và Valencia CF Esports. Bốn đội tuyển này sẽ cạnh tranh nhau tại vòng playoff tới đây để tìm ra được nhà vô địch của IPL mùa hè 2021. Như vậy là thị trường chuyển nhượng chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ đóng cửa. Và ngoài Toto thì liệu có cái tên bom tấn nào khác gây thú vị và bất ngờ cho chúng ta hay không? Hãy cùng chờ đợi ở những diễn biến tiếp theo nhé. Và đừng quên giai đoạn lượt về của đấu tranh danh vọng mùa xuân 2021 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn khán giả trong những số Meta News lần sau. Bye bye! Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Arena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao